Kính chào đồng bào và các bạn đang theo dõi chương trình Dân tộc và Phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa đồng bào và các bạn, qua hơn 10 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong khu vực nông thôn. Song hành với kết quả ấy, ngoài đầu tư hỗ trợ của nhà nước là sự góp công góp sức không nhỏ của đồng bào các dân tộc trong địa bàn tỉnh. Đây cũng là nội dung được chúng tôi đề cập đến trong chương trình Dân tộc và Phát triển kỳ này. Mời đồng bào và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa đồng bào và các bạn, thời gian qua, nhân dân các dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh đã tích cực tham gia duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó có việc xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới. Đây là điểm nhấn nổi bật tạo đà trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Năm 2021, thôn Xài 1 xã Lương Sơn là một trong 4 thôn trên địa bàn huyện Bảo Yên được công nhận đạt các tiêu chí của thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với niềm vinh dự, mỗi người dân trong thôn cũng nhận thấy trách nhiệm của mình. Từ đó cả cộng đồng dân cư đã luôn nỗ lực, đoàn kết sáng tạo, cùng nhau nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Nhận thấy nhu cầu tiêu thụ sản phẩm ốc nhồi trên thị trường rất lớn, nhưng nguồn cung còn khá hạn chế, nên năm 2020, ông Nguyễn Văn Tình, thôn Xài 1 đã chuyển đổi một phần diện tích nuôi cá sang nuôi ốc nhồi thương phẩm. Với việc chủ động gây nuôi được con giống và nắm chắc các kỹ thuật nuôi đã mang về cho gia đình ông nguồn thu ổn định. Gia đình tôi thì cũng đã làm mô hình thì để tăng thêm thu nhập cho gia đình, và thứ hai nữa là cũng đây tôi cũng thế vận động nhân dân để tạo thêm cái mô hình nó rộng lớn hơn nữa để tăng thêm thu nhập trong các hộ dân trong tới đây. Việc đưa các loại cây trồng vật nuôi mới vào sản xuất đã giúp bà con trong thôn thêm nguồn thu phát triển kinh tế. Từ đó có nguồn lực thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được. Và những ngôi nhà, những con đường ngập tràn sắc hoa đang dần hiện hữu. Tuyến đường điện chiếu sáng gần 4 km, trong đó có hơn 1 km được làm mới này có sự ủng hộ rất lớn của bà con trong thôn. Chi hội phụ nữ cũng đã vận động các hộ gia đình thì là ở sẽ tạo điều kiện là trồng đường hoa ở trước cửa nhà, thì hiện tại bây giờ thì thôn cũng đã trồng được 100 mét đường hoa. Chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các chương trình để các thôn khác đến để học tập tại thôn Xài 1 và trao đổi, thảo luận để có những cái giải pháp học tập những cái cách làm hay sáng tạo, đặc biệt trong đó là hướng tới cái sự đi đầu gương mẫu của cán bộ đảng viên. Còn tại xã Quan Hồ Thận, huyện Simacai, trên cơ sở và kinh nghiệm trong xây dựng thôn kiểu mẫu Xay Sán Phìn những năm trước, sau khi sắp nhập 3 thôn Xay Sán Phìn, Chu Liền Trải và Xỉn Chù thành thôn Chu Liền Trải, việc tập trung nguồn lực để xây dựng thôn trở thành thôn kiểu mẫu vào năm 2022 đang được chính quyền địa phương và người dân tích cực triển khai. Những con đường bê tông thay cho con đường đất dẫn vào từng hộ gia đình, những ngôi nhà trình tường sạch đẹp nằm ẩn mình bên những vườn lê vườn mận. Một nhịp sống mới đang hình thành rõ nét ở thôn vùng cao này. Đổi thay của Chu Liền Trải là minh chứng khẳng định cho tinh thần vượt khó, nỗ lực vươn lên, hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Bà con mình ngoài trồng rau, cây ăn quả, chăn nuôi lợn để phát triển kinh tế, thì vào các ngày cuối tuần đều cùng tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm để cho thôn mình đẹp lên, phát triển hơn nữa. Không chỉ quan tâm đến vệ sinh môi trường nông thôn, tận dụng những lợi thế về điều kiện khí hậu thổ nhưỡng, người dân Chu Liền Trải đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tập trung vào trồng cây ăn quả, rau trái vụ, chăn nuôi gia súc gia cầm để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Nhờ đó mà đến nay đời sống của 145 hộ dân nơi đây đều đã cơ bản ổn định, bình quân thu nhập hơn 30 triệu đồng một người một năm. Đây cũng là một trong số ít thôn ở Simacai, người dân không phải đi xa làm thuê mà vẫn sống tốt trên mảnh đất quê mình. Bao giờ là khá nhiều đâu, bao giờ trang trại nuôi trâu, chỉ cứ nuôi lợn thôi. Là dân tộc Mông này là phát triển như thế là cứ chỉ cứ trồng quả lê là trồng mảnh tả văng, chỉ cứ trồng rau. Bất kể là trên thế giới phát triển điều thì mới có thích tiền. Trên cơ sở nền tảng của xây sáng vịt cũ thì chúng tôi đang xây dựng thôn Chu Liền Trải
thành một thôn kiểu mẫu và thôn nông thôn mới. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân để làm sao xây dựng thôn bản sạch sẽ, rồi thì thực hiện các cái nét sống văn hóa của người đồng bào dân tộc Mông cũng như là các cái phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương. Hai nữa là tăng cường cái công tác vệ sinh môi trường, đồng thời là chỉnh trang lại một số cái sân vườn đảm bảo cho nó phù hợp, sạch đẹp. Những điển hình về xây dựng thôn kiểu mẫu như thôn Xài 1, xã Lương Sơn hay thôn Chu Liền Trải, xã Quan Hồ Thần đã và đang làm thay đổi nhận thức của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh về xây dựng nông thôn mới thực chất và bền vững. Qua đó góp phần tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Lào Cai giai đoạn tiếp theo. Thưa đồng bào và các bạn, Bản Mấy là một xã vùng cao thuộc huyện Simacai, nằm ở thượng nguồn sông Chảy, nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc như Nùng, Mông, Tày. Từ một địa phương có xuất phát điểm thấp, với sự đầu tư nguồn lực của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực của đồng bào các dân tộc, Bản Mấy đã về đích nông thôn mới vào năm 2019. Một cuộc sống ấm no nơi xã nông thôn mới vùng biên đang thực sự hiện hữu. Những năm gần đây, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, xã Bản Mế đã tích cực vận động những gia đình có điều kiện và kinh nghiệm chăn nuôi đi đầu trong tiếp nhận bò giống theo đề án mỗi hộ là 2 bò mẹ sinh sản. Nhờ đó mà đến nay, xã Bản Mế đã có khoảng 80% số hộ trong xã chuyển đổi từ trồng ngô, trồng lúa sang chăn nuôi gia súc vỗ béo. Từ một hộ nghèo quanh năm thiếu đói, đến nay gia đình bà Lùng Thị Dung ở thôn Xín Trải đã thoát nghèo và trở thành hộ dân có mức sống trung bình khá của thôn. Và động lực thoát nghèo của gia đình bà bắt đầu từ 2 con bò giống được hỗ trợ từ nghị quyết 22 của tỉnh ủy dành cho huyện Simacai. Từ 2 con bò giống ban đầu, đến nay đàn bò của gia đình bà đã tăng lên 5 con. Một con này về thì nó phát triển, thì lại chuyển cho xã một con. Bây giờ ở trong chuồng này là tất cả là cỏ nhà mình hết rồi. Trước mình không có gì mà. Trước nuôi con trâu nó lại không lớn, nó càng ngày nó càng gầy đi. Ở đây nuôi trâu thì nó không hợp khí hậu, nó nóng quá. Nhà nước cho bò thì nuôi bò phát triển hơn. Bên cạnh sự đầu tư nguồn lực của nhà nước, người dân Bản Mế cũng đã chủ động tìm tòi, học hỏi để xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Mô hình chăn nuôi lợn của gia đình anh Lùng Văn Hải, thôn Bản Mế là một điển hình như thế. Với 2 dãy chuồng được xây dựng kiên cố, trung bình nuôi 60 con lợn thịt, với việc tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có và sức lao động của gia đình, đồng thời sản phẩm lại có giá trị cao, mô hình phát triển kinh tế của gia đình anh Hải được xem là một trong những điển hình tiêu biểu trong phong trào khởi nghiệp của địa phương. Thực ra thì lúc đầu thì nó sẽ có những cái sự thất bại nhất định, thì mình cũng phải học tập ở các mô hình, các trang trại chỗ khác rất là nhiều. Ở chỗ khác nó cũng như vậy, mà quê hương mình cũng như vậy. Tại sao mình lại không về quê hương của mình để mà mình làm và mình phát triển cái kinh tế ở quê hương? Bản thân mình thì mình là còn trẻ, mình còn có sức khỏe, mình mong muốn là mình sẽ đóng góp cái sức trẻ của mình để cho quê hương nó ngày càng phát triển. Cùng với phát triển chăn nuôi, những năm gần đây, xác định quế là một trong những cây trồng chủ lực, nên xã Bản Mế đã tích cực tuyên truyền vận động người dân mở rộng diện tích trồng. Hiện diện tích quế của toàn xã là trên 180 hectare và đã có rất nhiều hộ dân của xã Bản Mế có nguồn thu nhập cao từ việc trồng và ươm cây quế giống. Nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế, đời sống của người dân xã Bản Mế ngày càng được cải thiện và nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người ước đến cuối năm 2022 sẽ đạt 39,5 triệu đồng. Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các chương trình dự án được đầu tư, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới. Hệ thống cơ sở hạ tầng với các tuyến đường trục chính giao thông nông thôn, đường dẫn về các thôn bản, đường nội đồng đều đã được bê tông rộng rãi, sạch đẹp. Những ngôi nhà xây khang trang kiên cố được xây dựng ngày càng nhiều, diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay rõ rệt. Trong thường trực đảng ủy cũng như hội đồng và ủy ban nhân xã cũng đã tổ chức họp và bàn nhiều các giải pháp tuyên truyền vận động nhân dân
phát triển kinh tế. Thứ nhất là đẩy mạnh về trồng các loại cây như là cây quế, và đối với công tác chăn nuôi thì chú trọng đến công tác là chăn nuôi bò và chăn nuôi lợn để có một cái hướng phát triển cho bà con, và vận động các thôn bản thành lập các tổ hợp tác xã cũng như là các nhóm để tổ chức các hoạt động sản xuất, ví dụ như là chăn nuôi lợn của các nhóm hộ gia đình. Những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế xã hội đã và đang tiếp thêm động lực để cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Bản Huế chung sức đồng lòng thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, nỗ lực đưa quê hương ngày càng phát triển. Thưa đồng bào và các bạn, đến thôn Na Lo, thôn kiểu mẫu đầu tiên của xã Tà Trải, huyện Bắc Hà, nhiều người sẽ không khỏi ngạc nhiên trước những đổi thay to lớn trên bản vùng cao này. Đặc biệt, con đường nội thôn được bê tông hóa, đi lại thuận tiện. Nhà văn hóa thôn đã được xây dựng khang trang, phục vụ sinh hoạt văn hóa cộng đồng, hội họp, vui chơi. Để có được thành quả đó, người dân Na Lo đã không ngần ngại hiến đất đai tài sản để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Trong đó có gia đình ông Vàng Văn Thông. Đầu tháng 3 năm 2022, nhà văn hóa thôn Na Lo được khánh thành và đưa vào sử dụng trong niềm phấn khởi của trên 70 hộ dân trong thôn. Nhà văn hóa có tổng diện tích trên 600m², kinh phí xây dựng gần 1 tỷ đồng. Trong đó có trên 200 triệu đồng là huy động từ sự đóng góp của người dân trong thôn. Đặc biệt, để nhà văn hóa được mở rộng như hiện nay, ông Vàng Văn Thông đã bàn bạc với gia đình và tự nguyện hiến trên 200m² cho thôn để xây dựng nhà văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong thôn tham gia sinh hoạt, hội họp, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Cái này là lợi ích chung của thôn và dân dân cùng thôn cùng làm. Đấy, tôi có ít đất gọi là hiến cho thôn bản để sau này phát triển kinh tế cho thôn bản càng ngày càng giàu đẹp. Mong cho có cháu sau này thôi, để có cái nhà văn hóa của thôn to thế này thì để con cháu nó học hành càng ngày càng phát triển và đi lên. Và cũng cảm ơn gia đình nhà bác Thông đây đã hiến đất để cho thôn xây dựng một cái nhà văn hóa đẹp thế này. Có nhà văn hóa mới thì các cuộc họp thì nói chung là mọi người đi họp thì được thoải mái, và các tiết làm như kiểu trong thôn này có hai có văn hóa văn nghệ lên đây tập thì cũng rộng rãi thoải mái, cho nên là mọi người trong thôn rất là phấn khởi. Và không chỉ gương mẫu đi đầu trong phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới tại địa phương, ông Vàng Văn Thông còn luôn tích cực tham gia các phong trào do thôn phát động như làm đường bê tông nông thôn, vệ sinh môi trường, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự. Bên cạnh đó, ông còn đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình từ trồng cây ăn quả và chăn nuôi gia súc để nâng cao thu nhập. Vai trò trách nhiệm của người dân trong công tác xây dựng thôn mới là hết sức là quan trọng. Thì đối với thôn Na Lo, chúng tôi có một hộ gia đình là hộ gia đình ông Vàng Văn Thông. Đây cũng là một trong những gương rất điển hình trên địa bàn xã cũng như là thôn Na Lo. Thì chúng tôi trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động làm sao có nhiều gương như thế nữa để làm sao cho công tác xây dựng thôn kiểu mẫu cũng như xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã được đẩy mạnh hơn và kết quả thực hiện trong công tác xây dựng thôn mới sẽ có nhiều kết quả hơn. Xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn hiện nay là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Việc phát huy vai trò của người dân trong tự nguyện hiến đất xây dựng nông thôn mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương thực hiện thành công phong trào này. Chính vì vậy, những tấm gương như ông Vàng Văn Thông sẽ là nhân tố quan trọng, hình thành nếp nghĩ mới, nhận thức mới, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư, tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng giàu đẹp văn minh. Tới đây thời gian dành cho chương trình Dân tộc và Phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của đồng bào và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.